Chú ơi, bây giờ chị sẽ cho các bạn này xuống đây bơi nhá. Ui, có nước đây hả chị Chú? Nước còn đẹp đây này. Ô, đẹp thế. Bơi đi nào. Bơi. Ô, đẹp thế. Nào, chị cho các bạn bơi đi. Bơi bơi. Wow. Bơi đây. À, bơi đây này. Bạn cá xanh và bạn cá vàng bơi. Bạn cá vàng. À. Rồi, cho bạn rùa xuống luôn, rùa xuống luôn. Cá vàng xuống luôn này. Ôi, ui, thích chưa? Ôi, thích quá này, các bạn thích quá này. Cho lớp bạn cá vàng này xuống này, xuống luôn này. Nhìn chưa? Ui, lần đầu các bạn đừng đi tắm sông nhá. Lần đầu đừng đi tắm sông, vui chưa? Xuống chưa? Thích chưa? Bây giờ chị sẽ lấy thêm một số bạn nữa để rùa này nhá. Này. Để anh chế tạo cái thác nước cho nó phun đẹp đẹp lên này. Đây, rùa bơi đi, rùa bơi đi. Ôi, bạn rùa này xuống đi. Xuống chưa làm mai bạn ấy xem nào. Bơi luôn. Ôi, ôi. Này đây này, con rùa này vừa không bơi vừa ra thác nước là bơi luôn chị Su này. Ui ui, bơi luôn. Đúng rồi, bạn này bạn thích cái chỗ nào rộng. Bạn rùa bé này. Ôi, bạn này bạn lại đi bỏ số này chị Su ơi. Ui, sướng nhờ. Ôi, một cái thác nước quá đẹp luôn. Bây giờ đến bạn gì mà anh biết không? Ui, các bạn bơi này. Đâu? Ôi, bạn cua đây, bạn cua này. Wow, cua càng càng. Ôi, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Ôi, bạn cua chạy lên bờ rồi. Bạn ở đằng này cơ mà, xuống luôn, đây. Bạn cua này không thích bơi được. Ui, bạn rùa kìa, sướng quá, chạy ra xa chưa? Anh Su ơi, anh có biết bạn gì đây không? Đâu hả chị Su? Anh Su ơi, đây này, đây này. Wow, to này á. Ui, to này, cái tay anh này. Anh có biết bạn này là bạn gì không? Các bạn này bơi cá đỏ đúng không? Bạn cá đỏ đấy. Này cá vàng này. Cá vàng. Rồi, bây giờ cho bạn thả xuống đây à? Ờ, này, chị thả đi. Đây rồi. Wow. Ui, còn bạn vịt này, chọn vịt xuống bơi luôn này, anh Su này. Còn. Chịu, chịu, ui, trời ơi. Ui, trời. Chị xả thấy nó đục mất. Đẹp quá. Ui dồi, bạn rùa con ra tận đầu kia rồi. Rùa con ra tận đầu kia à? Đây này, đầu ngoi lên này. Lặn rồi, lặn rồi. Thấy mình báo phát là sợ, trốn luôn. Trốn luôn rồi à? Bạn này chắc thích đi chơi. À, nào, chị cho cá này xuống đi. Bạn cá này xuống nha. Ui dồi, bạn chị để sát đây, chị đổ này, các bạn đỡ bị đau. Nào, rồi, cá xuống này. Sợ nha. 1, 2, 3, xuống nào. Đây, để hỗ trợ này. Đấy. Wow. 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 Nhiều chưa? Nhiều chưa? Các bạn đang bơi kìa. Ui. Anh Su ơi, anh Su. Hình như là bạn rùa đang thích quá, bạn rùa đang. Anh ra xem bạn rùa đang làm rùa gì đâu nhỉ? Đi. Ôi, hai bạn rùa đâu rồi? Đây có bạn cá vàng này. Cua trốn đây này. Rùa cá. Hai bạn cá vàng đấy nữa. Ôi, nhiều cá vàng thế nhỉ? Chết rồi, hai bạn rùa cái đâu rồi? Anh không thấy đâu cả chị Su ạ. Rùa đang ở đấy đấy. Anh Su ơi, các bạn này cũng muốn xuống nước trượt nước này. Đâu? Đây. Wow, nhiều bây thế. Bây giờ sẽ cho các bạn đi trượt nước nha. Wow, khủng long tím pha xanh này. Trượt xuống thôi. Bùng xuống luôn. Rồi, bạn tiếp tục là bạn kiều trắng này. Xuống. Ui, cầu trượt xuống. Bạn cá ngựa cũng thích bơi này anh này, chuẩn bị nhá. Thích quá. Rồi, bạn mực hồng này xuống luôn. Bạn cá vàng bơi đây anh ơi, bơi xuống. Ủa, bạn cá vàng, bạn của nàng tiên cá. Wow. Rồi, cả bạn trứng cũng một xuống này. Ôi, chị Su kìa, chị Su nhìn bạn rùa kìa. Đâu. Ui, cái đầu bạn này ngoi lên này. Ngoi cái đầu lên. Trông như kiểu là rùa ở... Rùa đang thích quá đấy. Ở gươm ấy, ngoi cả đầu lên thở. Bạn rùa con đâu nhỉ? Bạn rùa con có biết ở đâu. Bây giờ cho mấy bạn này xuống bơi đi. Đấy. Bây giờ những bạn nào biết bơi thì cho xuống thôi, còn bạn nào không biết bơi thì cho ở trên. Rồi, bạn cua nhá. Bạn cá. Bạn cá xanh ạ. Đấy, thế. Bơi luôn. Ui. Bạn vịt này. Hai bạn vịt con liền. Bạn rùa này. Để cho bạn khủng long biết bơi không? Ôi. Khủng long có, biết bơi đấy. Xuống đi khủng long ơi, xuống đấy, đi. Đấy, chưa? Ui, bạn bơi nổi luôn, siêu chưa? Mèo cũng biết bơi này. Mèo xuống đi, xuống đi. Yeah. Bạn cá mập này. Ui, cá mập xanh này. Xuống bơi. Wow, các bạn bơi sướng chưa? Này làm bể đẹp sâu rồi nhá. Bạn bò xuống này. Đấy. Tắm sạch sẽ rồi cho về trang trại ngủ nhá, thì mình nhá. Này cầu này anh ơi, chuẩn bị này. Ôi. Bạn này lăn mấy vòng liền ấy. Ôi, bạn voi cũng muốn tham gia này anh này. Voi có biết bơi không? Voi cũng biết bơi này. Bạn cua chạy trốn anh ơi, bạn cua chạy trốn. Ôi giời, bạn này mà cặp vào chân anh thì thôi luôn. Đâu rồi. Chạy mất rồi. Ôi, bình tĩnh. Cho bạn vào chậu đi. Bạn này nghịch ngợm quá. Ai à,
Ôi bạn cặp anh chị xua ơi. Cho bạn vào đây. Cho bạn đây, cho bạn đây. Đấy, cho bạn một rồi. Ít nước, cho bạn một ít nước. Rồi, này bạn khủng long. Khủng long bạo chúa này. Khủng long bạo chúa có biết bơi không? Ui, bạn này không biết, không biết bơi không? Không biết. Khủng long bạo chúa trên bờ là chúa tể nhưng mà xuống nước là thua các bạn kia đấy. Ngựa này, ngựa bơi này. Wow. Thôi chị xua này, để anh đi ra anh vớt cái bạn rùa đấy. Anh thấy bạn rùa chạy đi tận đâu rồi. Ui thế thì cho nước vào đây để ra vớt các bạn ấy đi. Nhá. Ui bạn cá vàng nghe cũng thích quá kìa. Đang thích quá chứ kìa. Rồi bây giờ cho thêm nước vào đây để vớt các bạn ấy đi. Này, úi xưa các bạn bơi sướng chưa? Wow các bạn các bạn. Ui các bạn cá sao ra tận đây bơi thế này. Cá vàng này. Đục hết cả nước lên rồi. Em bắt bạn cá vàng cho chị Su xem này, đây này. Ui ui ui. Bạn ấy không cho bắt đâu chị Su ơi, quấy mạnh lắm. Thế á, để chị ra à, chị giúp. Có chị... cái, mình có cái vợt đấy. Để chị ra chị xử lý, để chị ra chị xử lý cho. Thôi nhưng mà để các bạn bơi đã. Thôi bắt các bạn vào chợ vào rổ. Ôi chị Su ơi, bị thủng nước rồi, thủng nước. Ôi, vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây rồi. Phải làm cái gì bây giờ? Bây giờ phải bắt các bạn ấy lên thôi, không có là sẽ bị trào ra biển là không bắt được đâu. Nó mà ra đây là đi xuống cống kia là mất luôn đấy. Để chị lấy cái vợt nha. Anh ơi, để chị lấy cái vợt đi nha. Chứ rồi, để anh đi đắp đê tạm thời đã nhá. Rồi. Nhanh lên chị lấy vợt nhanh lên để cứu nào.